Hành trình về phương Đông. Nguyên tác: Paul Brunton. Người dịch: Quốc Đại. Giọng đọc: Ca Nguyễn. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Book Sonic Studio. Chương 4: Khoa Yoga và sự chiến thắng tử thần. Rama mời tôi đến nhà anh chơi. Anh sống một mình trong một căn chòi tranh ở góc cuối vườn của một bà lão để có thêm sự tự do. Tôi đến vào buổi chiều, nơi đây nằm ở cuối con đường đầy bụi bặm và có vẻ nghèo nàn. Tôi dừng lại trước cửa, ngôi nhà cũ kỹ quét vôi trắng với một cây gác nhỏ có cửa sổ. Tôi đẩy cửa lớn, tiếng động vang khắp nhà. Một bà già với mặt hiền lành bước ra chào tôi nhiều lần. Bà dẫn tôi qua hành lang tối tăm đến nhà bếp và ra sau vườn. Trong vườn có một cây cổ thụ tỏa bóng mát che phủ giếng cũ. Bên kia giếng có một chòi tranh, một phần ẩn dưới bóng cây. Chòi này làm bằng vật liệu nhẹ như tre và lợp tranh. Bà lão da sậm như Brahma đang bận rộn nói chuyện với ai đó trong chòi bằng tiếng Tamil. Tiếng nói thanh phát ra từ bên trong, cửa chòi từ từ mở. Brahma hiện ra và mời tôi vào. Anh để cửa mở, bà già đứng nhìn tôi một cách chăm chú, nét mặt hân hoan. Trong chòi không có bàn ghế, chỉ có một chiếc giường thấp không nệm đặt sát tường và một tấm gỗ lớn trong góc bày sách vở. Một bình nước đồng treo từ trần nhà và một chiếc chiếu lớn trải dưới đất. Rama chỉ chiếu mời tôi ngồi và xin lỗi vì không có ghế. Cả ba chúng tôi, gồm Rama, tôi và một thanh niên ẩn đi theo làm thông dịch, ngồi xếp bằng. Bà lão mang trà nóng, bánh ngọt, cam và chuối đựng trên mâm đồng đến. Trước khi mời tôi dùng trà, Rama đặt lên cổ tôi một vòng hoa. Tôi khiêm tốn nhận vì biết đây là phong tục dành cho khách quý. Rama cười và nói: "Anh là người Âu đầu tiên đến nhà tôi và cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Bà dì tôi và tôi rất vui mừng chào đón anh." Chúng tôi vừa uống trà vừa trò chuyện. Rama cho biết anh tự xây chòi và làm các đồ dùng bằng gỗ. Những tờ giấy trên tấm gỗ thu hút sự chú ý của tôi. Đó là giấy màu hồng viết bằng mực xanh. Rama giải thích rằng đó là chữ Tamil cổ, chỉ vài học giả hiểu được. Anh nói: "Tôi viết những điều này vào đêm hôm qua, gồm các kinh nghiệm về yoga và các bài thơ cảm hứng tâm linh." Rama lấy ra một văn kiện đơn giản, vài tờ giấy hồng viết bằng mực đỏ và xanh, buộc bằng sợi chỉ xanh và nói: "Tôi viết cái này để tặng riêng cho anh." Người thông dịch cho biết đó là bài thơ dài 84 câu, nhưng vì viết bằng chữ cổ nên không dịch được. Dù sao thì món quà này cũng làm tôi vui vì nó thể hiện tình cảm đặc biệt của một vị yoga chân chính. Sau khi bà lão rời đi, chúng tôi bắt đầu bàn về phép khí công, phép luyện hơi thở quan trọng và bí mật của các đạo sĩ. Rama nói anh không thể tiết lộ nhiều, nhưng có thể chia sẻ lý thuyết về yoga. Rama nói luật tự nhiên quy định con người thở 21.600 lần mỗi ngày, thở nhanh rút ngắn tuổi thọ, thở chậm kéo dài sự sống. Mỗi hơi thở tiết kiệm được tích tụ giúp kéo dài tuổi thọ. Người yogi thở chậm hơn người bình thường và dưỡng khỏe mạnh, nhưng tôi không thể nói nhiều hơn vì đã có lời thề. Sự dè dặt này làm tôi thất vọng, nhưng tôi hiểu rằng khoa pháp môn này rất quý giá. Rama nói tiếp: "Những bậc danh sư của chúng tôi biết rằng hai bộ máy hô hấp và tuần hoàn liên quan chặt chẽ với nhau. Họ biết rằng tinh thần liên quan trực tiếp đến hai bộ máy này và nắm được bí quyết làm kích động ý thức tâm linh bằng cách kiểm soát hơi thở. Hơi thở là biểu hiện vật chất của một sức mạnh tế nhị hơn, trụ cột sinh hoạt của cơ thể. Khi sức mạnh này rời khỏi thân xác, hơi thở sẽ ngưng lại, đó là sự chết. Kiểm soát hơi thở giúp làm chủ phần nào luồng sinh lực đầy. Khi sự chủ trị xác thân được thực hiện triệt để, người yogi có thể kiểm soát cả sự vận động của quả tim." Tôi hỏi: "Vậy chẳng anh nói rằng người ta có thể làm chủ sự vận động của quả tim?" Rama đáp: "Thật vậy, chúng tôi có thể chế ngự ngũ tạng trong châu thân tùy theo ý muốn bằng sức mạnh ý chí kết hợp với phép luyện thích hợp. Phép này thuộc trình độ cao đẳng của yoga, rất khó và ít người thực hiện đúng. Nhờ nó tôi có thể kiểm soát phần nào quả tim và các bộ phận khác." "Điều đó thật lạ lùng," tôi nói. Rama mỉm cười: "Anh hãy đặt tay lên ngực tôi đi, ngay chỗ quả tim ấy." Rama vừa nói vừa ngồi trong tư thế lạ và nhắm mắt. Tôi làm theo và chờ đợi, nhưng không thấy gì đặc biệt. Dần dần tôi cảm nhận nhịp tim chậm lại, tim đập mỗi lúc một chậm hơn, cho đến khi hoàn toàn ngưng đập. Tôi đếm, hiện tượng này kéo dài hơn 7 giây.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là ảo tưởng, nhưng không phải. Tôi tự nhiễu mình để chắc rằng không mê sảng. Khi tim của anh bắt đầu đập lại, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Vài phút sau, Rama tỉnh lại và mở mắt ra. Anh hỏi, anh có nhận thấy gì không? Tôi đáp, có, tôi nhận thấy rất rõ. Rama tiếp tục, đây chỉ là một phần nhỏ so với những gì thầy tôi làm được. Người có thể kiểm soát một mạch máu và ngăn chặn lưu thông máu trong đó. Tôi cũng làm được phần nào, nhưng không bằng thầy tôi. Tôi yêu cầu, anh thử cho tôi xem đi. Rama đưa cổ tay cho tôi và bảo tôi bắt mạch. Tôi nhận thấy mạch máu đập chậm lại rồi ngưng hẳn. Tôi chờ đợi trong khi đếm từng giây. Sau 3 phút rưỡi, mạch máu bắt đầu đập lại, lúc đầu chậm, sau đó bình thường. Tôi thốt lên, thật kỳ lạ. Rama đáp, đó là chưa có gì. Tôi hỏi, anh muốn cho tôi xem gì nữa không? Rama do dự, được, nhưng đây là lần cuối, và anh hãy bằng lòng với bấy nhiêu. Bây giờ tôi sẽ ngừng thở. Tôi lo lắng, nhưng anh có thể chết. Rama bảo tôi, anh hãy để tay dưới hai lỗ mũi của tôi. Tôi làm theo và cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Rama nhắm mắt lại, ngồi yên như tượng đá. Lần lần hơi thở của anh chậm lại rồi ngưng hẳn. Tôi kiểm tra hai lỗ mũi, cặp môi, hai vai và bộ ngực của anh, nhưng không thấy dấu hiệu của hơi thở. Tôi lấy một cái đĩa đồng bóng và đặt dưới hai lỗ mũi của Rama, nhưng không có hơi thở nào làm mờ mặt đĩa. Thật kỳ lạ. Tôi đang chứng kiến một hiện tượng lạ lùng mà ngày nào đó các nhà khoa học phương Tây sẽ phải nghiên cứu. Pháp môn yoga không phải là điều mộng ảo. Khi Rama tỉnh dậy, anh trông mệt mỏi. Anh hỏi, nụ cười hơi mệt nhọc, anh hài lòng chứ? Tôi đáp, rất hài lòng, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Rama nói, tôi không có quyền giải thích. Phép ngưng thở này chỉ dành cho những bậc hành giả đã tiến xa trên đường tu luyện yoga. Đối với người phương Tây, nó có thể là điều điên rồ, nhưng với người phương Đông, nó có tầm quan trọng rất lớn đấy. Tôi phản biện, khi chúng ta học ở trường, người ta dạy rằng không thể sống nếu không thở. Điều đó không phải là điên rồ sao? Rama trả lời, không, nhưng nói như thế không đúng. Tôi có thể ngưng thở suốt 2 giờ nếu muốn. Tôi thường làm thế, nhưng vẫn sống như anh đã thấy. Tôi hỏi, anh có thể nói cho tôi biết vài điều về lý thuyết không? Rama gật đầu, được. Chúng ta có thể lấy vài ví dụ trong loài động vật. Con voi thở chậm hơn con khỉ nên sống lâu hơn. Tương tự, vài loài bò sát như trăng sống lâu hơn chó. Sự khác biệt về cách thở liên quan đến tuổi thọ. Người ta cũng thấy trên núi Himalaya có những con dơi ngủ suốt mùa đông và ngưng thở hoàn toàn. Loài gấu trên Himalaya cũng có thể nằm cứng đơ cả thân mình suốt mùa đông. Nếu loài vật có thể làm điều này, tại sao con người lại không thể? Những điều kể trên thật lạ lùng, nhưng ít làm tôi tin tưởng bằng những dịp Rama biểu diễn. Chúng tôi thường nghĩ rằng hơi thở là cần thiết cho sự sống. Tôi nói, người phương Tây chúng tôi không bao giờ tin rằng có thể sống nếu ngừng thở. Rama đáp, nhưng nếu sự sống vẫn tiếp tục, sự chết chỉ là một hình thức sinh hoạt khác. Người yogi tu luyện theo pháp môn này có thể chiến thắng tử thần. Tôi hỏi, anh tin vậy sao? Rama nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Tôi thấy anh có triển vọng nên tiết lộ cho anh một điều bí mật, nhưng với điều kiện là... Tôi đáp, anh cứ nói. Rama yêu cầu, anh hứa sẽ không tập luyện gì khác ngoài những gì tôi nói. Tôi đồng ý, tôi xin hứa. Rama tiếp tục, phải chăng từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ rằng nếu giữ lại hơi thở thì có thể bảo tồn sự sống trong cơ thể? Tôi gật đầu, dường như thế. Rama giải thích, chúng tôi chỉ nói rằng người hành giả có thể giữ lại hơi thở tùy ý muốn, nhờ đó mà giữ lại nguồn sinh lực trong cơ thể. Anh hiểu rõ chăng? Tôi đáp, tôi cũng cố gắng hiểu. Rama giải thích thêm, hãy tưởng tượng rằng người yogi có thể giữ lại hơi thở không chỉ vài phút mà nhiều tuần, tháng, năm. Nếu anh nhìn nhận rằng hơi thở ở đâu, tức là sự sống ở đó, thì đây là triển vọng để con người kéo dài sự sống tùy ý muốn. Tôi không biết nói gì, làm sao có thể bảo rằng điều đó là vô lý, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận điều ấy mà không kiểm chứng? Các nhà thuật sĩ luyện kim hồi Trung Cổ cũng từng mơ ước trường sinh bất tử, nhưng họ vẫn chết dưới ngọn lưỡi hái của thần chết. Có lẽ Rama tự dối mình, nhưng anh không có ý định lừa dối tôi. Anh không tìm kiếm tôi hay đệ tử nào cả. Anh điên chăng? Không phải vì anh lý luận mọi sự một cách sáng suốt, hay là anh tự dối trá? Một cái gì bảo cho tôi biết là không, tôi không biết nghĩ sao. Rama tiếp tục. Anh có nghe nói về một người thuật sĩ để cho vua Rashid Sai chôn sống trong một quyệt xây bằng đá ở La Hoa không?
Khi chung sống có cả sự hiện diện của những sĩ quan Anh và nhà vua Sai. Ngôi mộ được canh gác suốt ngày đêm trong 6 tuần. Đến ngày mở nắp quan tài, người tu sĩ chui ra dẫn súng nhăn. Anh hãy điều tra lại xem, tôi nghe nói việc này đã được phúc trình cẩn thận và tờ biên bản vẫn còn lưu trữ trong văn phố của chính phủ Anh. Người tu sĩ đã hoàn toàn kiểm soát hơi thở và có thể ngưng thở mà không sợ chết. Tuy thế, anh cũng chưa phải là một môn đồ chân chính của yoga, vì đời tư của anh chẳng có gì đáng ca tụng. Anh tên Haridas và sống ở miền Bắc Ấn. Nếu anh có thể ngừng thở mà vẫn sống trong một thời gian lâu như thế, thử hỏi các bậc danh sư của chúng tôi còn có thể làm được gì nữa. Sau một phút im lặng, Rama tiếp: Yoga còn đem lại nhiều quyền năng khác nữa, nhưng trong thời buổi suy đồi hiện nay, có mấy ai chịu công phu tu luyện? Tôi hỏi: Làm sao bây giờ khi người ta còn phải lăn lộn trong đời sống hàng ngày? Rama gật đầu: Đúng vậy, nhưng phép tu luyện này chỉ dành cho số ít người, bởi thế các bậc danh sư giữ gìn chúng trong im lặng và bí mật hoàn toàn. Họ không đi tìm đệ tử, mà chính đệ tử phải đi tìm họ. Lần sau, Rama đến nhà tôi dùng cơm. Chúng tôi đang ngồi ngoài hàng ba dưới ánh trăng. Tôi ngồi trên ghế, còn Rama ngồi trên chiếu trải sàn gạch. Chúng tôi im lặng thưởng thức vẻ đẹp của đêm trăng. Nhưng nhớ lại câu chuyện lần trước, tôi vẫn còn tò mò về vấn đề lừa gạt tử thần. Rama nói: Một trong những danh sư của chúng tôi sống ở vùng hẻo lánh trên dãy núi Nilgiri và không bao giờ rời khỏi am. Một vị khác sống trong động đá trên dãy Himalaya. Những người ấy anh không bao giờ gặp được vì họ xa lánh thế tục. Theo truyền thuyết, họ đã sống vài trăm năm nay. Tôi hỏi: Anh có tin như vậy không? Rama đáp: Lẽ dĩ nhiên, vì chính thầy tôi cũng là một trong số đó. Tôi hỏi: Thầy của anh là ai? Rama nói với giọng trang nghiêm: Thầy tôi là Yetchumbu Swami. Ở miền Nam, đệ tử của ngài rất đông, nhưng người thường đi lên miền Bắc và ở trên dãy Himalaya. Tôi hỏi: Thầy của anh đã đạt tới mức tối thượng của yoga chưa? Rama đáp: Điều đó hẳn là dĩ nhiên rồi. Tôi hỏi tiếp: Và anh tin rằng thầy của anh đã sống trên 400 năm? Rama đáp một cách tự nhiên: Đúng vậy. Anh nói thêm: Thầy tôi kể cho tôi nghe nhiều chuyện xảy ra dưới triều đại các vua hồi và khi công ty Ấn Độ của người Anh mới bắt đầu thành lập tại Madras. Tôi hỏi: Bất cứ một học trò nào đã học lịch sử cũng nói được những điều đó. Rama không để ý và tiếp tục: Thầy tôi nhớ rõ trận Panipat và nói với tôi rằng người không bao giờ quên những ngày kỷ niệm đầu tiên của trận Plassey. Người cũng kể về một đệ tử tên Behu Dananda, như nói về một đứa trẻ con, mặc dù đệ tử này đã 80 tuổi. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ vẻ mặt bình thản tự nhiên của Rama khi anh nói những chuyện lạ lùng này. Một người phương Tây quen suy luận với phương pháp khoa học tiên tiến không thể chấp nhận những điều này mà không có sự điều tra chắc chắn. Tuy nhiên, Rama là người Ấn Độ, chắc anh vẫn còn tin tưởng vào những chuyện quan đường. Tôi lặng lẽ ngồi nghe. Rama nói: Thầy tôi đã làm cố vấn cho một vị quốc vương xứ Nepal hơn 11 năm. Dân chúng quý mến người như thần thánh, người coi mọi người bình đẳng như nhau. Tôi hỏi: Làm sao một người có thể sống lâu như thế? Rama mơ màng nhìn về xa xăm, dường như quên cả sự có mặt của tôi. Anh đáp: Có ba phương pháp để kéo dài sự sống. Thứ nhất là tập hết tất cả các tư thế asana và các phép luyện khí công, bao gồm các phép luyện bí mật của Hatha Yoga. Những phép này phải được thực hành đến mức toàn hảo với sự dìu dắt của một danh sư có kinh nghiệm. Thứ hai là sử dụng một vài loại thảo dược quý hiếm, chỉ dạy danh sư biết. Những danh sư này đi tìm thảo dược trong bí mật và giữ kín cho đến khi tìm được đệ tử xứng đáng. Thứ ba thì hơi khó nói. Tôi cam đoan, tôi rất quý trọng những điều tiết lộ của anh. Rama nói: Trong bộ óc con người có một lỗ trống nhỏ là chỗ của linh hồn, nó có một nắp che. Vì đốt xương sống tận cùng là chỗ xuất phát luồng sinh lực. Sự tiêu hao luồng sinh lực gây nên già nua, trái lại kiểm soát được nó sẽ giúp sống lâu. Khi làm chủ thể xác hoàn toàn, người ta có thể kiểm soát luồng sinh lực này bằng các phép luyện bí mật mà chỉ những người yogi thượng đẳng mới biết. Nếu làm cho luồng sinh lực đi ngược lên đến tận phần trên của tủy xương sống và gom lại trong lỗ trống trong bộ óc, với sự giúp đỡ của một danh sư, luồng sinh lực này sẽ trở thành nước cam lộ trường sinh. Kẻ táo bạo luyện thử một mình chắc chắn sẽ chết, nhưng người luyện thành công có thể đánh lừa thần chết. Người yogi nào thực hành đủ ba phương pháp này có thể sống dài trăm năm nếu muốn. Y có thể chọn ngày giờ chết của mình, và khi y chết, xác y sẽ không hư hại qua nhiều thế kỷ.
Tôi cảm ơn Brahma nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn. Qua sinh lý học, không biết đến luồng sinh lực này. Và tôi e rằng những chuyện lạ kỳ chỉ có trong đầu óc người chất phác và hồn nhiên ở đây. Tuy nhiên, việc kiểm soát hơi thở và mạch máu mà chúng tôi chứng kiến cũng đủ chứng minh quyền năng của các đạo sĩ không phải là điều diễn dòng. Thưa tôi, đó là tất cả những gì người ta có thể nói về vấn đề này. Tôi im lặng và không muốn thổ lộ ý tưởng riêng của mình. Rama nói tiếp, tất cả mọi người đều muốn thắng sự chết, nhưng áp dụng phương pháp này rất nguy hiểm. Bởi đó, không ai ngạc nhiên khi thấy các danh sư giữ kín các phép luyện như giữ vật báu. Tôi hỏi, anh có thể cho tôi biết phương pháp đó không? Rama đáp, người ta phải tập đi dẫn trước khi tập chạy. Tôi hỏi, thầy của anh hiện tại ở đâu? Rama nói, người ở ẩn trong một ngôi đền hẻo lánh ở Nepal. Tôi hỏi, anh có nghĩ rằng một ngày nào đó thầy sẽ trở xuống đồng bằng không? Rama đáp, làm sao mà tôi biết được ý nghĩ của thầy? Người có thể ở lại Nepal nhiều năm nữa trước khi xuống núi đi khắp nơi. Người thích ở Nepal hơn Ấn Độ vì ở đó pháp môn của chúng tôi thịnh hành hơn. Pháp môn Hatha Yoga có các cách dạy khác nhau tùy theo môn phái, và môn phái của chúng tôi là Tantra được người Nepal hiểu dễ hơn người Ấn. Rama trở lại với sự im lặng. Chắc anh đang nhớ đến hình ảnh của vị thầy quý mến. Nếu những điều tôi vừa nghe không phải là ảo tưởng, thì thật là triển vọng đáng mừng cho những ai mộng trường sinh bất tử. Đêm Ấn Độ đến rất nhanh, không có hoàng hôn kéo dài như ở trời Âu. Khi bóng tối bao phủ chòi tranh, Rama thắp một ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên xà nhà bằng sợi dây, và chúng tôi ngồi dưới ánh đèn leo lét. Bà lão bước ra ngoài để chúng tôi tự do nói chuyện. Với một người thông dịch trẻ tuổi, khỏi nhang tỏa hương khắp căn phòng. Ý nghĩ về sự chia ly sắp đến làm lòng tôi buồn man mác, nhưng tôi cố gắng vượt qua cảm giác đó mà không thành công. Vấn đề bất đồng ngôn ngữ và phải nói chuyện qua người thứ ba là một sự chướng ngại, vì tôi không thể bày tỏ hết tâm tư. Trong giờ phút này, những lý thuyết lạ lùng kia có thật hay không không quan trọng lắm. Điều đáng kể là Brahma đã vui vẻ để tôi bước vào cuộc đời cô độc của anh. Tôi nhận thấy có sự thông cảm giữa hai tâm hồn và hiểu rằng đối với một người như vậy, việc dẹp bỏ sự dè dặt kín đáo để thổ lộ tâm sự với người lạ mặt là một hy sinh lớn. Nhưng lúc này lòng mong muốn hiểu biết thêm của tôi thẳng thế. Tôi viện cớ sắp từ biệt anh để cố gắng thuyết phục anh tiết lộ vài điều bí mật cuối cùng. Nhưng anh vẫn thế thủ. Anh có sẵn sàng từ bỏ chốn phồn hoa và ẩn mình nơi thanh vắng không? Tôi đáp, điều đó cần phải suy nghĩ kỹ, Brahma. Anh hỏi, anh có sẵn sàng từ bỏ mọi hoạt động, thú vui trần tục và dành trọn thời gian thực hành yoga trong nhiều năm không? Tôi thú thật, chắc là không, tôi chưa sẵn sàng, một ngày kia có lẽ. Rama đáp, nếu vậy, tôi không thể dìu dắt anh đi xa hơn, yoga không phải là một trò tiêu khiển trong giờ nhàn rỗi. Thế là tôi không bao giờ trở thành đạo sĩ, một môn tu luyện khó khăn như vậy, không dành cho một kẻ hoài nghi như tôi. Tuy nhiên có điều gì đó hấp dẫn tôi hơn là quyền năng của thể xác. Tôi bày tỏ tâm sự với Brahma, những quyền năng đó hẳn là quyền diệu và hấp dẫn vô cùng. Tôi mong ước có ngày được học theo pháp môn yoga của anh, nhưng rốt cuộc nó có thể đem đến hạnh phúc lâu bền không? Trong yoga còn mục đích cao hơn nữa không? Brahma mỉm cười, tôi hiểu. Thánh kinh Ấn Độ nói rằng Hatha Yoga luyện xác thân và đi đôi với Raja Yoga, luyện tinh thần. Sự thật Hatha Yoga chỉ chọn đường cho Raja Yoga. Chúng tôi biết rằng chinh phục thể xác chỉ là bước đầu tiên đưa đến rèn luyện tinh thần, và điều này cũng chỉ là một giai đoạn đưa con người đến mục đích toàn thiện. Tôi hỏi, chắc chắn là còn có pháp môn chuyên về rèn luyện tinh thần. Rama đáp, đúng vậy, và mục đích của pháp môn đó là dùng lý trí như ngọn đèn pha chiếu thẳng vào tâm linh thuần túy. Tôi hỏi, muốn học pháp môn này phải làm sao? Rama nói, tự nhiên là phải có thầy. Tôi hỏi, phải có thầy nhưng tìm thầy ở đâu? Rama nhún vai, người đói bụng thì đi tìm món ăn. Nếu anh ước vọng tìm thầy như người chết đói ước món ăn thì anh sẽ tìm thấy. Anh hãy tìm thầy với đức tin, rồi định mệnh sẽ đưa anh đến với người nào đúng ngày giờ người chọn lựa. Tôi nói, tôi thấy trong sách có nói. Rama đáp, không có thầy, sách vở chỉ là giấy lộn. Danh từ guru của chúng tôi nghĩa là người dẹp tan sự tối tăm. Người nào tìm ra danh sư nhờ sự gắn công và định mệnh sẽ đi thẳng đến giác ngộ, vì cùng chia sớt những khả năng quyền diệu của tôn sư. Rama tiến đến chiếc ghế dài đựng giấy tờ
và đưa cho tôi một đạo linh phù đầy dấu hiệu thần bí và chữ Tha Mâu vẽ bằng mực đỏ xanh đen. Trên đó có vẽ hình tròn khu ốc, mặt trăng và một con mắt, khoảng giữa thì để trống. Anh nói, tôi vẽ lá bùa này cho anh đêm qua. Khi ra đi, anh hãy dán ảnh của tôi vào khoảng trống ở giữa. Rama nói rằng, tôi chỉ cần tập trung tư tưởng 5 phút vào lá bùa này trước khi ngủ, thì sẽ nằm mộng thấy anh một cách rõ rệt. Anh nói, dù chúng ta cách xa hàng ngàn dặm, chúng ta sẽ gặp nhau bằng linh hồn nếu anh tập trung tư tưởng vào lá bùa. Những cuộc gặp gỡ trong giấc mộng sẽ thật như những cuộc thăm viếng mà chúng ta đã trao đổi. Điều này làm tôi nghĩ rằng ngày từ biệt của chúng tôi sắp đến. Tôi băn khoăn không biết khi nào mới gặp lại. Rama an ủi, chúng ta hãy phó mặc cho định mệnh, nó không bao giờ lỗi hẹn. Tôi cũng sẽ ra đi vào mùa xuân đến Tanjore, nơi có hai đệ tử đang chờ. Còn tương lai thì sao, tôi không thể nói trước vì tôi luôn chờ lời kêu gọi của tôn sư. Rama im lặng một lúc rồi nói bằng giọng rất thấp mà tôi nghe như tiếng thì thầm, tôi đoán hay là anh tiết lộ thêm điều gì bí mật. Tôi quay lại người thông ngôn thì nghe tôn sư hiện ra với tôi đêm qua nói về anh. Người nói rằng vị Sahib bạn con đang khao khát hiểu biết, ý là người đồng môn với chúng ta trong kiếp trước, đã tu luyện yoga nhưng thuộc môn phái khác. Ngày nay y trở lại Ấn Độ trong bộ da người Anh. Y đã quên những gì đã học, nhưng sẽ không lâu, ngày nào chưa gặp thầy ban ân huệ, y vẫn không phục hồi trí nhớ. Tuy nhiên ký ức vẫn còn, chỉ cần thầy khơi động cũng đủ làm nó bừng tỉnh. Vị tôn sư đó, con hãy cho y biết, y sẽ gặp người, điều đó chắc chắn. Y hãy đừng băn khoăn, y sẽ như ý nguyện trước khi rời khỏi xứ này và định mệnh đã đặt để rằng y sẽ không trở về Tây Không. Ngày đến đây tôi vô cùng ngạc nhiên, dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt Rama dường như biến đổi khác thường. Tôi hỏi, vậy chăng anh đã nói tôn sư đang ở xa tận Nepal? Rama đáp, phải, tôn sư vẫn ở đó. Tôi hỏi, tức là cách đây 1.200 dặm, làm sao tôn sư có thể nói chuyện với anh trên một quãng đường dài như vậy? Rama đáp, tôn sư luôn luôn có mặt khi tôi kêu gọi người, dù cách xa muôn dặm, tôi không cần thư từ để nhận được thông điệp của người. Tư tưởng của người đến với tôi xuyên qua không gian và biểu hiện rõ ràng. Tôi đứng dậy vì đã đến lúc cứu tự. Chúng tôi dạo một lần cuối dưới ánh trăng khuya, dọc theo vách tường cũ của ngôi đền bên nhà Brahma. Chúng tôi dừng bước dưới hàng dừa mà cành lá xum xuê in bóng dưới đất. Trước khi tự giả, Brahma thì thầm, anh thấy rằng tôi không có gì nhiều, đây là vật quý nhất của tôi, anh hãy cầm lấy. Nói xong, anh rút chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bên trái và đặt vào lòng bàn tay tôi. Dưới ánh trăng, tôi thấy chiếu sáng ngời viên ngọc bích màu xanh có gân nâu sậm, lồng trong khung nhẫn bằng vàng. Rama đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi và siết tay tôi để tự giả. Tôi vừa tỏ ý không dám nhận món quà này thì Rama đã ngăn lời từ chối bằng cách siết tay chặt hơn. Tôi thọ lãnh chiếc nhẫn này từ một hiền giả có tiếng, người đã tặng khi tôi bắt đầu bước chân lên đường đạo. Bây giờ đến lượt anh hãy đeo nó. Rama nói thêm, viên ngọc này là một linh vật rất hiệu nghiệm, nó sẽ giúp anh gặp các bậc hiền giả, kích động những tư tưởng kỳ lạ trong tâm trí anh. Lời nhắn nhủ của vị tôn sư ở xa ngàn dặm, điều đó thật lạ đối với tôi, nên xin miễn luận bàn. Một cơn chiến đấu mãnh liệt đang diễn ra trong tâm hồn tôi giữa sự ngờ vực và đức tin. Còn chiếc nhẫn này, làm sao mà tin được rằng một chiếc nhẫn có thể xui khiến định mệnh và gây ảnh hưởng bí mật về tâm linh? Vậy chăng đó là điều dị đoan? Nhưng Rama tin tưởng điều đó. Tôi tự nhủ rằng việc gì cũng có thể ở xứ huyền bí này. Tôi suy nghĩ và lo ra đến nỗi quên đường và đụng đầu vào gốc dừa. Dưới nhành lá dịu dàng phất phơ, ánh sáng đồm đớm bay lượn thành vòng tròn. Nếu trời trong xanh thảnh, sao kim tinh tỏa ánh sáng rực rỡ dường như rất gần. Cảnh vật thiên nhiên đắm chìm trong bầu không khí yên lặng. Không ai nghe tiếng động của những con dê lớn bay ngang trên đầu. Tôi đẩy mình trôi theo cái thú vị của giờ phút thần tiên này. Về đến nhà, tôi trằn trọc suốt đêm không tìm thấy giấc ngủ. Mãi đến gần sáng, giấc ngủ mới đến và làm lắng dịu những ý nghĩ dẫn dơ trong đầu óc của tôi.